Thôi, lại bắt sao không? Từ đó giờ Trang rất là sợ độ cao, mà nói là vô cái này cái là vũ đạo này nữa kia là phó mặt cho vũ đoàn và thầy vũ đạo chỉ. Thầy vũ đạo nói là thầy làm gì nhưng mà còn làm được hay không là chuyện của tụi con đó. Thì nhưng mà tụi con muốn làm thì thôi để cho tụi con làm, thì hồi nãy kết quả nó cũng là không được như mong muốn lắm. Tại vì khi mà lên quần áo rồi dướng díu này nó kia, tới những cái lúc tập thì cũng có, nhưng mà khi mà làm thật thì nó có nhiều cái yếu tố khách quan lắm, nên hồi nãy thật sự là Hồng Trang cũng không có đồng ý, không có thích lắm cái phần thi của mình. Trời ơi, trong lúc khác gào lên cái đất trời rung chuyển, bài tập đó là gặp rất là nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì khi về ngủ cũng riêng mình rất là nhiều, nhưng mà với cái hy vọng là tiết mục của mình hoàn chỉnh nhất và cho nó hài lòng hai chị em, thì hai chị em phải nhất định là cố gắng. Quý vị sẽ cùng cổ vũ cho Hồng Trang, Hoàng Dũng và tất cả các đội cùng chơi nha. Dạ cảm ơn. Nhớ bình chọn cho Hồng Trang và Hoàng Dũng với mã số 0 2.